Bi kịch của Thái Hạo, hàn học và tư duy hẹp hòi. Khai thác lợi dụng bức xúc lo lắng của xã hội đối với áp lực học tập ngày càng lớn đối với học sinh thời đại 4.0 là phải thông thạo ngoại ngữ, phải thể hiện được sự năng động, tự chủ cho học tập, phải cập nhật công nghệ mới và thậm chí phải cả hát hay, nhảy đẹp, chơi thể thao giỏi. Bởi vậy, ngoài các giờ học chính khóa, các em phải chăn mình đi học thêm rồi tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, kỹ năng sống khiến trẻ em bây giờ gần như không còn thời gian trống và có cảm giác bị đánh mất tuổi thơ là điều bình thường thấy ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, giật tít đầy hàn học, mỗi đứa trẻ được sinh ra trong cái xã hội Việt Nam này là một bi kịch, như Thái Hạo lại là một nhận định hết sức chủ quan cá nhân và cố ý bôi đen nền giáo dục nước nhà, bi kịch hóa sự việc như một thực hiện phổ biến trong xã hội. Là người từng công tác trong ngành giáo dục, hẳn nhiên ông Thái Hạo phải hiểu những sức ép cho đám trẻ không đến từ thể chế chính trị mà nó xuất phát từ chính lý do nội tại, các phụ huynh. Là phụ huynh, ai cũng mong con em mình có một tuổi thơ hạnh phúc, ở đó trẻ em được tự do khám phá vui chơi, nhưng cũng lại phải xuất phát từ mong muốn con em mình sau này có một sự nghiệp vững chắc và một tương lai ổn định. Chính phụ huynh vô tình tạo nên cho con em mình rất nhiều áp lực, từ áp lực về việc phải biết đọc, biết viết trước cho theo kịp bạn cùng lớp khi mới đi học. Khi các em bước vào cấp 2, cấp 3 với những cạnh tranh về điểm số, thứ hạng cùng nhiều kỳ vọng khác của cha mẹ, trường chuyên, lớp chọn. Đặc biệt là những cuối năm cuối cấp hay khi chuẩn bị thi lên đại học, giới trẻ hiện đại còn phải gánh chịu một tác động rất lớn từ việc bị so sánh với con hàng xóm, con đồng nghiệp hay các bạn học cùng lớp. Ngược lại, một bộ phận không nhỏ những ông bố bà mẹ đang đi theo xu hướng tạo cho con mình một tuổi thơ chỉ có hạnh phúc, hoàn toàn không có lo lắng áp lực. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không bao giờ là đơn giản, đi theo xu hướng nào thì có mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó. Nếu không chịu đựng sớm những áp lực, những đứa trẻ kia sẽ ra đời ra sao, với những hành trang như thế nào, về một ngày phải đối diện với một mình với những khó khăn vất vả. Cái khéo léo của những người làm cha làm mẹ là làm sao cân bằng cho con cái mình một cuộc sống vừa đủ áp lực để làm động lực phấn đấu, vừa có thời gian để thực sự tận hưởng tuổi thơ. Cái lý thuyết nghe thì hay là vậy, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được. Có lẽ với bản tính của một kẻ chuyên chọc ngoáy đất nước thì ông Thái Hạo cũng không từ một cơ hội nào để xỏ xiên đổ lỗi. Những điều mà ông Thái Hạo than là bi kịch là cách thức nhận định chủ quan cá nhân của ông, chứ thực ra nó cũng không hẳn là hoàn toàn là bi kịch. Việc Thái Hạo đặt ra câu hỏi có vẻ lơ ngơ, đầy đầy ẩn ý. Hạnh phúc nào sẽ đến với chúng ta khi gần một nửa cuộc đời đã bị hành hạ, đều gọt, cắt tỉa, nhào nặn một cách bạo lực và tàn nhẫn đến thế? Cho thấy ý đồ lèo lái của người đưa tin rằng những đứa trẻ sinh ra ở chế độ Việt Nam đương thời này đều bị hành hạ như thế. Tất cả những thứ mà ông ta cho rằng nhào nặn một cách bạo lực đối với thế hệ trẻ đều có nguyên nhân từ các bậc làm cha làm mẹ và cũng chính là những người như ông đó. Việc nào ra việc nấy, phải đàng hoàng, song phẳng, đừng đổ lỗi vì một sự thiên khiến bất chấp như Thái Hạo. Ông cha ta đã từng có câu, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Câu tục ngữ nhằm giáo dục cho con người ta về nhân cách. Khi xã hội vật chất lên ngôi, không phải vì thế mà chê bai, xem thường cha mẹ nói riêng và sâu xa hơn là đất nước, là tổ quốc, là dân tộc mình. Thế mà ông Thái Hạo lại thốt lên rằng, sinh ra ở Việt Nam là một bi kịch. Chẳng nhẽ, theo nhận định đó, lại có thể suy luận rằng, ông Thái Hạo sống không bằng loài cầm thú sao? Sự hằn học và tư duy hẹp hòi mới là bi kịch của những kẻ như Thái Hạo.